bên người tình đồng giới ở tuổi 61. Mới đây, Quan Cúc Anh nhận lời phỏng vấn một tạp chí sau thời gian dài dừng các hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 61, hoa đán đình đám một thời của làng giải trí Hong Kong có cuộc sống viên mãn bên cạnh người tình đồng giới, nữ doanh nhân Chu Vĩ Lợi. Vài năm qua, Quan Cúc Anh được chẩn đoán mắc căn bệnh về tùy, dù bệnh tình không quá nghiêm trọng nhưng bà đã từ chối mọi lời mời công việc, tập trung nghỉ ngơi. Suốt thời gian này, Chu Vĩ Lợi dù bận rộn kinh doanh nhưng vẫn dành thời gian quan tâm, chăm sóc khiến nữ diễn viên cảm kích. Quan Cúc Anh sinh năm 1959, là nữ diễn viên và ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong. Tên tuổi của bà phủ sóng trên nhạc đàn nhờ các ca cá khúc trữ tình. Bên cạnh đó, bà đóng nhiều phim của TVB như Thần Điêu Đại Hiệp 1983, Cung Tâm Kế, Công Chúa Gia Đáo, Sóng Gió Gia Tộc. Sau bộ phim danh môn ám chiến, bà rút lui khỏi làng giải trí. Trước khi bắt đầu mối quan hệ cùng Châu Vĩ Lợi, Quan Cúc Anh từng lập gia đình với nhạc sĩ Lê Tiểu Điền. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ trong 2 năm. Năm 2008, ngôi sao sóng gió gia tộc cây xôn xao dư luận khi công khai hẹn hò với Châu Vĩ Lợi, cháu gái của công tử Mỹ Ăn Liền, với khối tài sản được định giá hàng trăm triệu đô la Hong Kong. Trong một lần chia sẻ với báo giới, nữ diễn viên cho hay, tìm được một người hợp và xứng đáng, thương yêu mình và luôn ủng hộ mình quả thật không dễ dàng chút nào, hà cớ gì phải quan tâm giới tính của người ta làm gì.